Đội kỹ thuật Zika đã đến như là anh đã đến nhà anh Thắng ở Kim Thành, Hải Dương. Đây nhà anh Thắng đây, các bác theo dõi đây. Anh còn bê hộ cho sản phẩm bộ combo của nhà của Zika mang về tận nhà anh ấy là. Đã tập kết đội kỹ thuật Zika đã tập kết cho anh Thắng xong bộ combo gồm đu lao G4000, con D7X và mic Wewood 4.9. Đấy, bác ấy rất là fan hâm mộ của Zika. Bác ấy còn hỗ trợ cho kỹ thuật Zika để thao tác làm cho nó nhanh. Còn đây là không gian của nhà bác. Bác ấy đây, bác ấy dùng rất hợp lý bộ combo như thế này. Đây là không gian của nhà bác ấy. Các bác tiếp tục theo dõi của kỹ thuật Zika lắp cho nhà anh Thành ở Kim Môn, Hải Dương nhé. Kim Thành, Hải Dương. Đây là Kim Thành, Hải Dương. Hôm nay bác hàng xóm bác cũng sang, bác ấy cũng test hộ cho nhà bác Thắng ở Kim Thành, Hải Dương. Các bác xem theo dõi này. Giọng hát bác rất là bay bổng, rất là mượt mà. Xin trở lại đây, bỏ lại đây, phép hơi dần vỡ là bác chủ nhà đây. Lúc chốn mãi với tiền luôn đã bao quen mọi buồn cho còn lại mãi. Bác thấy hát hợp lý chưa bác? Đã test bác cái hát này được chưa? Vâng, bác sẽ trả đôi lời tâm sự của bên theo dõi của Zika bác. Đâu rồi, nhưng mà anh cái nhận định như vậy là rõ rồi. Anh nhiều khi anh đặt đến 10 ngày rồi anh điện, anh có về điện. Thế là bác này sao coi bác chuyển sang bên Zika. Đấy, chưa chiều điện. Đấy, bác ấy chuyển sang Zika, cái là điện cái sang Zika là phục vụ luôn là các bác luôn, nhanh và gọn, chính xác. Đấy, các bác theo đây là bác Thắng đây, bác ấy đang vận trần. Bác cứ rồi duyên bên nào thì bác đặt bên đó. Nhưng mà bác đã đặt cái Zika sản phẩm này. Thì các bác thấy nó đây là 4.000. Đấy, con đê cũng vậy. Bích Wood 9. Rồi anh sẽ dù em tìm năm một miếng kinh chất. Đây là không gian của nhà bác Thắng rồi. Bác cũng hợp lý thế luôn. Đây là cái này các bác theo dõi tiếp. Bây giờ đội kỹ thuật Zika đã test xong sản phẩm của bộ của Bác Thắng này. Hẹn các bác tiếp tục cuộc hành trình của đội kỹ thuật Zika lắp ráp và các bác quanh Hải Dương, Hải Phòng. Gần Tết rồi các bác dẫn bộ nào không gian của các bác thì các bác nhanh tay và bấm vào chốt để đội em kỹ thuật Zika lắp ráp các bác nhé. Kỹ thuật Zika đã lắp cho nhà chú Thắng ở Kim Thành, Hải Dương. Đây là một bộ combo gồm đôi loa và 4.000. Bác theo dõi này. Bác ấy chọn rất là với bộ này, rất hợp với cả không gian của nhà bác ấy. Đây còn X7 này, Mic Wewood là 4.9 này. Không gian của nhà bác ấy, bác ấy rất hài lòng về cái bộ combo như này. Bác cần nói
đây bác hàng xóm bác cũng sang bác ấy tham quan một cái mô của nhà bác Thắng này. Bác Thắng ơi, bác đã theo dõi thời gian bao nhiêu JK rồi để bác quyết định lấy bộ combo hợp với không gian nhà bác như này? Alo cái là bọn cháu sẽ đáp ứng luôn về cái sản phẩm với cả thợ lắp sửa chuyên nghiệp. Và bác có hài lòng bộ combo này không? Hả? Bác có hài lòng bộ combo hát này không bác? Không, không gì là không hát thì giờ mình lắp thì giờ mình hát toàn mình thực ra mình không biết hát đâu nhưng mà. À, vâng. Thì mình làm combo này.